Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel TD Media. Kính thưa quý vị, khi nói đến dòng đời của một con người thì hẳn trong mỗi chúng ta đều biết rằng mỗi người được sinh ra, lớn lên, rồi bệnh, rồi già, rồi mất đi. Sự ra đi nào, sự chia ly nào cũng để lại biết bao điều nối tiếc cho những người còn lại. Đặc biệt nhất là đối với các bậc cha mẹ, khi phải mất con thì niềm đau ấy càng nhân lên gấp bội. Bởi vì sao? Thưa quý vị, khi cha mẹ mất đi thì người con gọi là mồ côi, còn vợ chồng mất đi thì người ta gọi là quá. Nhưng khi cha mẹ mất con thì gần như không có từ ngữ nào để diễn tả trong trường hợp này. Có thể đây là sự đau thương quá lớn mà đến bây giờ người ta chưa có từ ngữ nào để có thể diễn tả được cái ý nghĩa của nó. Và đó cũng chính là sự mất mát, niềm đau thương đã đến với danh ca Ma Lê Quyền. Cô vừa rời xa nấm ruột của mình, vừa rời xa thiên thần bé nhỏ của mình, bé Thanh Trúc. Thưa quý vị, đối với danh ca Ma Lê Quyền, hẳn rằng rất là nhiều người đã biết đến cũng như là ái mộ tiếng hát của cô. Trước năm 1975 thì danh ca Ma Lê Quyền phối hợp cùng với danh ca Hùng Cường đã tạo nên một đôi sóng thần, hẳn rằng rất là nhiều người biết đến. Thưa quý vị, trước khi Tiến Dũng tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin chi tiết về sự ra đi của cô con gái duy nhất danh ca Ma Lê Quyền, Tiến Dũng xin mượn cơ hội này đại diện channel TD Media xin gửi lời thành kính vân u đến với danh ca Ma Lê Quyền, cầu mong hương linh của bé Thanh Trúc sớm tiêu diêm miền Phật quốc. Thưa quý vị, khi nói đến danh ca Ma Lê Quyền thì Tiến Dũng có nhiều cơ hội gặp cô. Gần đây nhất đó là tiệc tân niên ở tại San Diego. Và đặc biệt nhất là trong ngày tang lễ của nghệ sĩ Ngọc Đáng ngày hôm đó thì danh ca Ma Lê Quyền cũng đến chia buồn. Ngoài cái chuyện chia buồn về sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Đáng mà trong đó cô còn nói đến hay là buồn tuổi cho chính bản thân của cô thì đúng hơn. Bởi vì như quý vị biết, danh ca Ma Lê Quyền đến bây giờ đã là 77 tuổi rồi, năm rồi thì là 76. Ở cái tuổi 76 hẳn người ta sẽ an nhàn ở tuổi già, tuy nhiên đối với danh ca Ma Lê Quyền thì không được may mắn như vậy. Bởi vì cô có người con gái duy nhất đó là bé Thanh Trúc vừa mới lìa đời. Tuy gọi là bé nhưng thực sự cô ta đã là 38 tuổi rồi thưa quý vị. Tại sao gọi là bé? Bởi vì không may mắn cô bị bệnh đau. Thưa quý vị, khi nói đến người bị bệnh đau có nghĩa là người đó không may mắn, không phát triển về mặt trí tuệ giống như là người bình thường. Như nói là lần cuối cùng Dũng gặp cô cách đây vài tháng, tuy rằng ở cái tuổi 38 nhưng mà quý vị nhìn thấy giống như là một em bé vậy, có nghĩa là mọi hành động đều giống như là em bé, thành ra là mọi người mới gọi cô là bé. Tuy vậy thì với Dũng, cô là một người rất là hiền. Dạ vâng, trở lại ngày tang lễ của nghệ sĩ Ngọc Đáng, nếu như quý vị có mặt ở đó, quý vị cảm thấy thương cô vô cùng. Bởi vì ở cái tuổi 77 rồi nhưng mà cô phải lo lắng cho một người con giống như là em bé như vậy. Ngoài cái chuyện là sức khỏe của cô đã bị hạn chế ở cái tuổi 77 và người con của cô không những là về tinh thần không phát triển bình thường mà còn vướng rất là nhiều bệnh khác nữa. Thành ra trên sân khấu đó có lẽ là cô tuổi vô cùng. Và bây giờ thì Tiến Dũng gửi đến quý vị một đoạn mà danh ca Ma Lê Quyền tâm sự bản thân mình trong ngày tang lễ của nghệ sĩ Ngọc Đáng. Ngày hôm nay Ma Lê Quyền nghĩ rằng tất cả anh em chúng ta đến đây để san sẻ thì cũng ấm lòng của Ngọc Đáng lắm rồi. Thì bây giờ trước khi chị Huyền đi về, Ngọc Đáng biết không, chị cũng có nhiều cái nỗi buồn khó diễn tả. Nhất là cứ nghe những nghệ sĩ cứ rụng từ từ, chịu cũng không nổi. Thì ngày hôm nay Ngọc Đáng là một cái người mà rất là dễ thương, tất cả ai cũng gần Ngọc Đáng mà không có một lời gì mà khó chịu hay là một cái gì để mà phải nói hết. Thì ngày nay mà chị Mai Lê Huyền đến để tiễn Ngọc Đáng đi thì thật ra chị cũng già rồi, bảy mấy rồi, cũng
bệnh lên bệnh xuống mà con thì cũng con chị cũng nằm nhà thương 6-7 tháng trời, không còn sức lực nữa. Nhưng mà ngày hôm nay chị cũng muốn để lại một kỷ niệm cho Ngọc Đại mang đi. Chị với Tuấn Châu sẽ hát một cái bài mà Ngọc Đán cũng hay thích lắm, cái bài Duyên Kiếp đó của anh Lam Phương. Thì bây giờ chị với Tuấn Châu sẽ hát lại để cho em nghe lần cuối em ra đi, và nhớ phù hộ tất cả cho các nghệ sĩ, dù bên cải lương hay bên tâm nhạc, ai cũng là yêu thương Ngọc Đán rất nhiều rất nhiều. Thưa quý vị, trở lại đôi chút về danh ca Mai Lệ Huyền, thì như quý vị biết là từ sau khi danh ca Hùng Cường không còn nữa, sau này thì có nghệ sĩ Tấn Châu đã thế vào cái tiếng hát của danh ca Hùng Cường. Thật sự mà nói, nếu như mà quý vị không có nhìn thấy trên hình đó thì cứ tưởng rằng tiếng hát của nghệ sĩ Tấn Châu là tiếng hát của Hùng Cường, rất là giống. Thưa quý vị, vẫn cũng thấy rằng ở nhiều tụ điểm khác nhau, nhiều nơi khác nhau, thì anh Tuấn Châu cũng như là danh ca Mai Lệ Huyền đã phối hợp và rất là nhịp nhàng. Cái điều đặc biệt là tuy rằng ở cái tuổi trên 70, tuy nhiên thì danh ca Mai Lệ Huyền mỗi khi mà cô lên sân khấu á, thì không bao giờ, hay là quý vị nghĩ rằng cô ta ở cái tuổi đó mà mỗi khi lên sân khấu với tiếng nhạc cất lên và những cái cách biểu diễn của danh ca Mai Lệ Huyền trên sân khấu, thì quả là đó là những cái cử chỉ hay là những cái màn trình diễn của một người tuổi đôi mươi, chứ không bao giờ nghĩ rằng đó là một người đã trên 70 tuổi rồi, thưa quý vị. Và cũng vậy, trở lại cái sự ra đi của người cô con gái duy nhất của danh ca Mai Lệ Huyền đó, thì Dũng đã tìm hiểu ở những cái trang mạng, tuy nhiên thì không thấy, duy chỉ có trang Facebook của MC Trần Quốc Bảo. Nhân đây thì Tiến Dũng rất là cảm ơn MC Trần Quốc Bảo, là một người rất là gần gũi với anh chị em nghệ sĩ ở trong vùng. Đặc biệt nhất là trên trang Facebook cá nhân của anh đã đưa lại những cái hình ảnh hay là những đoạn video clip mà nghĩ rằng bây giờ đó là những cái kỷ niệm, những ký ức mà không bao giờ có được, nhất là đối với danh ca Mai Lệ Huyền. Trên trang Facebook cá nhân của MC Trần Quốc Bảo đã chia sẻ rất là nhiều ở trong đây. Anh cũng đã viết lại rất là nhiều bài viết về bé Trúc. Và với Dũng, Dũng ấn tượng hơn nữa là những cái đoạn video mà anh đã quay từ rất lâu rồi. Đây là những hình ảnh mà khi ở đài BSN TV, thời đó thì Dũng cũng đang làm ở cái đài BSN TV này. Cũng được gặp danh ca Mai Lệ Huyền biểu diễn trên đó nhiều lần. Và cũng vậy, nhờ anh MC Trần Quốc Bảo, anh đã lưu lại những cái đoạn phim hay là những cái hình chụp. Và thành ra là đến ngày hôm nay, nhất là đối với danh ca Mai Lệ Huyền, có thể nhìn lại cái thiên thần của mình qua những hình ảnh mà MC Trần Quốc Bảo đã post lên trên trang Facebook cá nhân của anh. Và dưới nữa thì cũng vậy, rất là nhiều hình ảnh mà Dũng nghĩ rằng ít ai có thể có được những hình ảnh của người cô con gái duy nhất của danh ca Mai Lệ Huyền như thế này. Và đồng thời trên trang Facebook cá nhân của MC Trần Quốc Bảo, anh cũng viết nhiều cái hồi ức về bé Đoàn Thanh Trúc. Và trên hình ảnh thì quý vị nhìn thấy bé Trúc đi cùng mẹ Mai Lệ Huyền, và bên đây nữa đó là ca sĩ Lưu Việt Hùng. Bé thì ở cái tuổi gần 40, là 37, 38 rồi, nhưng mà như nói do vì bệnh đau đó, thành ra là đi ra ngoài thì tinh thần của bé giống như là một em bé thực sự là như vậy. Còn hình ảnh này là hình đã chụp cách đây trên 10 năm rồi. Ngày đây là ngày 8 tháng 1 năm 2011, là trong cái bữa tiệc sinh nhật của cô con gái của danh ca Mai Lệ Huyền. Thưa quý vị, giờ đây nhìn lại những hình ảnh hay là những đoạn phim mẹ con danh ca Mai Lệ Huyền thật là xúc động, bởi vì như nói là Dũng sống ở vùng này, và thường thường đó là những cái lần trình diễn hay là những cái tiệc á,
có danh ca Mà Lệ Huyền xuất hiện thì đa phần cô đều dẫn cô con gái của cô đi theo cả, và sự kháng khích đó gần như vẫn còn vang mãi đâu đây. Tuy nhiên thì thực sự cô đã về với cổ Phật rồi, có lẽ rằng không nỗi đau nào là nó giống nỗi đau nào. Và đặc biệt người mẹ vừa mới mất con nghĩ rằng nó cũng giống như là bài hát Lá Vàng Đưa Tiễn Lá Xanh vậy. Và bây giờ thì Tiến Dũng xin mượn vài lời ở trong bài hát Lá Vàng Đưa Tiễn Lá Xanh để một lần nữa chia sẻ niềm đau nỗi mất mát của danh ca Mà Lệ Huyền thưa quý vị. Lá vàng khóc lá xanh rơi, chim chóc ngừng bay đứng ngậm ngùi, cây cỏ hờn trách gió xa xôi, gió xa ai thổi tới, lá li cành buồn lắm người ơi. Dạ vâng, đó là bài chia sẻ của Dũng đến quý vị về sự ra đi của cô con gái duy nhất của danh ca Mà Lệ Huyền. Và một lần nữa, Tiến Dũng đại diện channel TD Mira gửi lời thành kính phân u đến với danh ca Mà Lệ Huyền, và tất cả chúng ta hãy cùng một lần nữa cầu nguyện cho hương linh bé Thanh Trúc sớm tiêu diêu miền Phật quốc, và nhất là danh ca Mà Lệ Huyền sớm vượt qua nỗi đau này. Hãy subscribe cho
Là yêu liền, tại sao mà cô bên cùng nhà
Mai lại sai một tiếng như vậy. Yeah, 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 yeah.